Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tuyên. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường, làm cho nhiệt độ đêm và sáng ở các tỉnh miền Bắc duy trì ở mức thấp. Trong đó, vùng có nhiệt độ thấp nhất là khu vực các tỉnh vùng núi gần biên giới như Sapa, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng hay là Lạng Sơn, với mức nhiệt trong khoảng từ 5 đến 8 độ. Có gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3. Đến trưa chiều, trời nắng ấm nên nhiệt độ miền Bắc tăng lên từ 23 đến 25 độ. Dự báo với thời tiết miền Bắc kiểu ngày nắng hanh khô, đêm rất đậm giá buốt có thể kéo dài đến ngày 12 tháng 12. Sau đó tiếp tục chuẩn bị đón thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống. Đến thời tiết miền Trung, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tăng cường khiến cho mưa xuất hiện trở lại khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến phần phía bắc của tỉnh Phú Yên với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm. Về nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Trung sẽ không cao. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi có gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3 với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận với nhiệt độ cao hơn từ 26 đến 29 độ với gió đông bắc cấp 3. Nhìn sang khu vực Tây Nguyên và xuống khu vực Nam Bộ thì cái lạnh vẫn đang tiếp diễn bởi do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường xuống khiến cho nhiệt độ giảm nhanh về đêm và sáng. Cụ thể ở khu vực Tây Nguyên trời rất buốt với mức nhiệt khoảng từ 14 đến 17 độ. Còn tại Nam Bộ trời se lạnh với mức nhiệt từ 17 đến 20 độ. Sau đó đến trưa chiều cả hai khu vực trời có nắng ráo, có gió đông bắc cấp 3 nên tại khu vực Nam Bộ tăng lên mức từ 30 đến 32 độ. Trong khi đó tại khu vực Tây Nguyên thì nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ngày và đêm nay sang đến ngày mai, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ nay đến hết năm 2021, có khoảng từ 1 đến 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung ở các tỉnh phía Nam. Những tháng đầu năm 2022 vẫn có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.